Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2018, chương trình tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tết cổ truyền năm 2018 vừa qua, niềm vui của người dân Vĩnh Lợi, đặc biệt là các gia đình nghèo như được nhân lên gấp bội, bởi họ đã được chính quyền địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của địa phương, thành phố Bạc Liêu đang duy trì các câu lạc bộ lân sư rồng với hàng trăm thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp kiểm soát, ngăn chặn và xử lý, nhưng tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc vẫn liên tục tái diễn và các hành vi thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi hơn. Với những ưu điểm về chất lượng và đặc tính phù hợp với nhu cầu sử dụng, hiện nghề đan đá thủ công vẫn được khá nhiều người dân gắn bó, vẫn được nhiều hộ gia đình ở nông thôn chọn làm nghề giúp tăng thu nhập lúc nông nhàn. Mỹ khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa trong mọi đối thoại với Triều Tiên. Australia có phó thủ tướng mới. Thưa quý vị và các bạn, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện vừa có buổi làm việc với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn về công tác tuyển quân năm 2018. Năm 2018, tỉnh giao huyện Vĩnh Lợi tuyển chọn 104 thanh niên đưa về các đơn vị quân sự gồm Sư đoàn 330 là 83 thanh niên, Cục hậu cần 10 thanh niên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu 6 thanh niên, Biên phòng tỉnh Bạc Liêu 5 thanh niên, Công an tỉnh 15 thanh niên. Nhìn chung, công tác chuẩn bị tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã được cấp ủy đảng chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự. Việc tổ chức các bước công khai minh bạch chất lượng, đảm bảo thời gian quy định như đăng ký, quản lý đối tượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển sức khỏe, tổ chức xét duyệt chính trị, bình nghị ra dân. Kết quả, toàn huyện có tổng số 107 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe tốt, hội đủ điều kiện nhập ngũ. Trong đó có 2 đảng viên, 11 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đa số thanh niên đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi nghe báo cáo, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thành viên và các xã thị trấn trong công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2018. Đồng thời yêu cầu thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các bước còn lại, quản lý chặt chẽ số thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ, phúc tra sức khỏe, chốt quân số lần hai trước khi giao quân, đảm bảo đủ chất lượng và số lượng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên nắm bắt tư tưởng thanh niên trúng tuyển, kịp thời định hướng để thanh niên yên tâm hăng hái nhập ngũ. Sáng nay 26 tháng 2 tại công viên văn hóa huyện đoàn Hòa Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện và Trung tâm truyền máu huyết học Cần Thơ tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết, lễ hội Xuân Hồng với hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an huyện và đoàn viên thanh niên ở các xã thị trấn trong huyện tham gia. Trong đợt hiến máu lần này đã thu được 101 đơn vị máu đóng góp về ngân hàng máu để cứu người. Phong trào hiến máu nhân đạo đã trở thành một việc làm có ý nghĩa cao đẹp và là một hoạt động thiết thực của cán bộ đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân huyện Hòa Bình nhằm giúp đỡ sẻ chia cho những người kém may mắn, mang niềm hy vọng cho sự sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo. Trong năm 2018 này, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Hòa Bình đề ra chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện là 835 đơn vị máu. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018, lượng khách đến các khu điểm du lịch trong tỉnh tăng gần 4 lần so với những ngày bình thường, ước tính trên 150.000 lượt người, trong đó có khoảng 18.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú. Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh cũng tăng hơn 20% so với những ngày bình thường, đạt 33 tỷ đồng, trong đó doanh thu nhà hàng khách sạn 12 tỷ đồng. Các điểm du lịch tập trung lượng khách tham quan vui xuân tăng đột biến như khu quán âm Phật Đài khoảng 10.000 khách một ngày, khu nhà thờ Tắc Sậy trên 2.500 khách một ngày, Dương Nhãn khoảng 2.000 khách một ngày, quảng trường Hùng Vương khoảng 2.000 khách một ngày, khu biển nhân tạo của công ty ô tô Bảo Toàn trên 3.000 khách một ngày, khu nhà công tử Bạc Liêu khoảng 22.000 khách một ngày. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác phục vụ người dân vui xuân đón Tết diễn ra an toàn, đảm bảo, chưa ghi nhận trường hợp nào mất an ninh.
Tết cổ truyền năm 2018 vừa qua, niềm vui của người dân Vĩnh Lợi, đặc biệt là các gia đình nghèo như được nhân lên gấp bội, bởi họ đã được chính quyền địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó không những thể hiện sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, mà đều có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa là đã tạo điều kiện cho người nghèo có chỗ ở ổn định để an cư lạc nghiệp. Gia đình chị Nguyễn Thị Đượm, ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh đã đón Tết trong căn nhà mới, chị không giấu nổi cảm xúc mừng rỡ của mình. Chị cho biết, trước đây gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Cả gia đình sinh sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập thấp từ việc đi làm thuê của hai vợ chồng. Căn nhà xuống cấp đã lâu nhưng không đủ tiền để cất lại. Nhờ chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, cộng với số tiền mượn thêm trong họ hàng thân tộc, gia đình chị mới có đủ khả năng xây dựng hoàn thành căn nhà với tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Hiện tại cuộc sống của gia đình chị tương đối ổn định. Lúc trước em ở đậu rồi cũng như nhà lụp sụp quá đi, rồi mưa gió rồi á, rồi em rất là lo, cũng như bạn bè rồi lại hoặc là cô bác rồi lại á, rồi cũng như nhà vậy đó, rồi em rất là lo, cũng hơi buồn nữa. Nhưng mà năm nay là cũng như nhà nước cho em vay vốn như vậy đó, em sửa được nhà em rất là mừng, ngừng có khi là ngủ không được luôn đó. Mừng là cái đó có khi một đêm hầu như là từ hồi em sửa nhà tới giờ ha, là một đêm em ngủ không biết được mấy tiếng đồng hồ. Nó thức làm như nó mừng rồi làm như ngủ không được. Rồi cho nên là em sửa được căn nhà gì là em rất là mừng, bởi em có rất là cảm ơn nhà nước cũng như là hỗ trợ cho em vậy đó. Gia đình ông Quỳnh Văn Diễn, ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh cũng thuộc diện hộ nghèo, đời sống khó khăn. Vợ chồng ông đều đã già, bản thân ông Diễn lại bị khuyết tật. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nguồn bảo trợ xã hội hàng tháng và số tiền ít ỏi của người con trai đi làm ăn xa gửi về. Căn nhà trước đây của gia đình ông bị siêu dẹo đã lâu, nhưng ông không có đủ tiền để xây dựng lại. Mỗi khi mùa mưa đến, vợ chồng ông đều rất lo lắng, bất an, không ngủ được. Cuối năm 2017 rồi, gia đình ông được địa phương xem xét hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ vậy, gia đình ông mới có đủ điều kiện xây dựng hoàn thành căn nhà trị giá khoảng 50 triệu đồng. Giờ đây, cuộc sống tuổi già của vợ chồng ông đã ổn định, giảm bớt lo toan, khó khăn trong cuộc sống. Cả hai vợ chồng ông phần nào yên tâm an dưỡng tuổi già. Thì nhờ nhà nước, căn bộ giúp đỡ cho tôi được cái nhà là rất là mừng. Thì coi như là bây giờ được cái chỗ ở, không còn nắng nóng mưa lạnh nữa thì mình ở được nó đàng hoàng, mừng là mừng cái vấn đề đó đó. Thì thấy nó khỏe, không còn lo nữa, ngủ yên giấc, không còn chập chờn để mà thức đêm để lo nữa, vậy là yên tâm sống với cái tuổi già gì là được rồi. Sắp tới nếu mà ấy thì cũng phải chăn nuôi con này con kia để mình kiếm thêm để sống phụ thêm. Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Lợi, thực hiện theo quyết định 33 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ giao cho huyện triển khai hỗ trợ xây dựng 130 căn nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2017 và huyện đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch. Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chính sách nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân trong huyện, đặc biệt là hộ nghèo. Kết quả thực hiện chính sách đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở nông thôn có nhà ở an toàn, ổn định, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trong năm 2017, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu là phân bổ cho Ủy ban Nhân dân huyện đó là xây dựng là 130 căn. Thì đến thời điểm này thì ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân các 130 hộ đó đã đạt 100% theo kế hoạch. Ông bà ta thường nói có an cư mới lạc nghiệp, và nhờ chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ mà nhiều hộ nghèo trong huyện Vĩnh Lợi được ổn định cuộc sống. Qua đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, đời sống của hộ nghèo trong huyện dần dần được nâng lên. Nhằm bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống đặc sắc múa lân sư rồng của địa phương,
thành phố Bạc Liêu hiện đang duy trì các câu lạc bộ lân sư rồng với hàng trăm thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Nhiệm vụ chính của các câu lạc bộ là thường xuyên tham gia tập luyện để biểu diễn vào các dịp lễ Tết truyền thống của dân tộc. Trong dịp đón mừng Xuân Mậu Tuất vừa qua, thành phố Bạc Liêu đã tổ chức thành công liên quan lân sư rồng với 18 tiết mục múa công phu được đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn thành phố tham gia thưởng thức và cổ vũ. Trong số các tiết mục múa lân sư rồng được thành phố đầu tư nhiều nhất và được đông đảo người xem tán thưởng, đó là tiết mục Lân đi trên Mai Qua Thung. Thời gian qua, tiết mục Lân đi Mai Qua Thung đã được thành phố Bạc Liêu đem ra nước ngoài biểu diễn, qua đó nhằm quảng bá nét văn hóa truyền thống đặc sắc múa lân sư rồng của người dân xứ Bạc Liêu đến đông đảo bạn bè, người thân trong và ngoài nước. Thời gian qua, dù các ngành chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp kiểm soát, ngăn chặn và xử lý tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc, thế nhưng thực trạng trên vẫn liên tục tái diễn và các hành vi thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm hoặc đầu mỗi vụ mùa sản xuất của bà con nông dân thì các hành vi trên liên tục được phát hiện xử lý. Theo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bạc Liêu, thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại bình ổn thị trường trong đợt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, các lực lượng nghiệp vụ trực thuộc Chi cục đã mở cao điểm kiểm tra và phát hiện 56 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa, điều kiện kinh doanh, đo lường, buôn bán hàng cấm, thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời đã ra quyết định xử lý 77 đối tượng liên quan với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 650 triệu đồng. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý Thị trường, hiện nay hành vi, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng tinh vi hơn, gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý. Điển hình như các đối tượng lợi dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh, phân hàng lậu thành các kiện nhỏ để chuyển đến nơi tiêu thụ, sử dụng các phương tiện thủy để trung chuyển, kèm một số hàng lậu vào chung một kiện với hàng thật khi vận chuyển nhằm gây khó khăn và qua mặt lực lượng kiểm tra. Trước thực trạng trên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường tiếp tục chỉ đạo cho đoàn kiểm tra liên ngành và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát, kiểm tra thị trường, ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về niêm yết giá, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu thời điểm sau Tết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong năm 2017, thị xã Giá Rai đã có một số trường hợp chống trốn lệnh gọi nhập ngũ và đã bị xử lý. Để công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thanh niên và gia đình thanh niên hiểu được ý nghĩa của công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ, trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với việc bảo vệ Tổ quốc. Đối với những trường hợp thanh niên tự nguyện đăng ký nhập ngũ sẽ được khen thưởng kịp thời. Còn đối với các trường hợp chống trốn lệnh gọi nhập ngũ, thị xã sẽ kiên quyết xử lý, nhất là đối với các trường hợp thanh niên chống trốn nhiều lần. Để mình thực hiện nó công bằng giữa người đi, người ở, thì chúng ta phải kiên quyết xử lý. Mà biện pháp là chúng ta tuyên truyền giáo dục cho hết bài, mà thanh niên cố tình, gia đình cố tình, thì là chúng tôi phải xử lý bằng một lần. Thì đối với năm 2017 cũng có vài trường hợp. Thì trường hợp đó, những cái trường hợp đó năm nay tôi cũng mới tổ chức họp cái hội đồng nghĩa vụ xử đây, mời các cái cơ quan pháp luật để rồi nghiên cứu những cái hồ sơ mà là chống lệnh nhiều năm, mà là xã hội người ta là không đồng tình, nhân dân người ta không đồng tình. Con em người ta đưa đi, nhưng mà lại là con em của mình, là mà cái nhóm này lại là khá chứ không phải là nghèo, mà người là coi như kinh tế khó khăn là rất là sẵn sàng rất là đưa đi, nhưng mà là cái dạng này nó gây là hầu như là coi như hộ khá, thì cũng có khoảng 4-5 trường hợp là coi như chống lệnh nó nhiều năm. Do đó tất cả những cái trường hợp này thì tôi giao là cho các cơ quan đó là pháp luật, các đồng chí nghiên cứu hồ sơ, nếu như đúng rồi mà chống lệnh nhiều năm như thế thì chúng tôi phải đưa ra là xử bằng pháp luật để làm công bằng, để tránh tình trạng là so bì rồi thắc mắc là trong nhân dân, nó ảnh hưởng cho cái công tác tuyển quân chung của năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, nghề đan đác, các sản phẩm từ tre, trúc, lục bình có mặt và phát triển tại nhiều làng quê ở Bạc Liêu từ hàng chục năm qua. Những năm gần đây, do sự phát triển của công nghiệp hóa, nhiều mặt hàng làm bằng nhựa và những nguyên liệu từ công nghiệp khác đã thay chỗ cho một số mặt hàng đan đác thủ công. Nên nghề đan đác các sản phẩm từ tre, trúc, lục bình những năm gần đây không còn rầm rộ và xôm tụ như trước kia. Tuy nhiên, với những ưu điểm về chất lượng và đặc tính phù hợp với nhu cầu sử dụng, nên nghề đan đác vẫn còn được khá nhiều người dân gắn bó. Mặc dù không làm giàu được, nhưng nghề đan đác truyền thống này vẫn được nhiều hộ gia đình ở nông thôn chọn làm nghề giúp tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn. Theo ghi nhận của phóng viên, trên trục đường chính của ấp Nhà Lầu 1 và ấp Nhà Lầu 2 xã Ninh Thành Lợi A, có khoảng 20% hộ gia đình có làm nghề đan đác các sản phẩm từ tre, trúc, lục bình. Trong đó có nhiều sản phẩm như mê bồ, lồng gà, thúng, rổ và dĩa đựng cua. Một số người gắn bó với nghề đan nơi đây cho biết, nhu cầu sử dụng một số mặt hàng như mê bồ, thúng, rổ gần đây không còn nhiều như 5-7 năm trở về trước, nên số lượng làm cũng hạn chế. Hầu hết bà con làm theo đơn đặt hàng, chứ không làm bán lẻ như trước đây. Nguồn nguyên liệu như tre, trúc, lục bình ở địa phương cũng không còn nhiều, nên mọi người phải mua nguyên liệu từ nơi khác. Vì thế, nguồn thu nhập từ nghề đan đác trong những năm gần đây có phần hạn hẹp và không phát triển thêm. Các gia đình còn gắn bó với nghề chủ yếu là những gia đình khó khăn, đơn chiếc, không đi làm ăn được ở xứ xa, hoặc là vì lòng yêu nghề và làm để tăng thêm một khoản thu nhập cho gia đình lúc nông nhàn. Như cái này gánh giờ nào đương giờ nấy lo bằng vuông không à. Dạ. Cái này đương kiếm thêm cho cháu ngoại đi học. Ngày như 50 rồi kiếm cà phê cà pháo cháu ngoại đi học thì đủ, bỏ tiền chút ra 50 là 50 đó. Sống ở đây nghề đương nhỏ lớn. Cũng hai chồng ở đây làm, cha mẹ bệnh ở nhà nuôi chứ không có đi đâu được. Ở đây thì cái đan này thu nhập hàng tháng cũng kiếm được khoảng 4,5 triệu. Rồi mình đương ra thì bán cặp bên, cô bà lấy bán lại cho người khác. Tại Ninh Thạnh Lợi A, bên cạnh nghề đan đác các sản phẩm từ tre, trúc, lục bình được duy trì, mọi người còn nhận làm gia công đan ghế nhựa cho công ty. Đây được xem là một nghề mới phù hợp với chị em phụ nữ, bởi mọi người đã khéo tay trong đan đác lâu nay nên dễ bắt nhịp với công việc. Mỗi ngày các chị dành một khoảng thời gian rảnh rỗi để đan cũng có thể đem về thu nhập từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng một tháng. Chị em cũng mừng, cũng ổn định thôi, như một ngày thì chị em mới ăn thu nhập 50-70 ngàn à, thì lê ra hàng tháng mới lĩnh tiền. Mà còn những chị em nào không có bình hơi á thì phải đem lên đây đưa, còn chị em nào có bình hơi á thì phải đem về nhà người ta đưa. Người nào nhiều á thì tháng có 3 triệu, 2 triệu mấy. Như bữa nào lên đây thì như có em nhà thì em chỉ cho mấy chị đó, không có thì những người nào biết rồi truyền nghề lại cho người kia vậy đó, cũng chỉ qua chỉ lại. Đây là một cái nghề để tạo được công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương, ngoài công việc chúng ta đồng án cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai nữa là phát triển thêm cái ngành nghề đan giấy nhựa, thì cái này nó cũng như cái ngành nghề truyền thống thì nó cũng đã góp phần nâng cao cái thu nhập. Thì để phát triển được ngành nghề này thì xã cũng đang khuyến khích cải tạo và điều kiện cho bà con coi như là tiếp tục duy trì cái ngành nghề này. Thì đối với những hộ mà chúng ta cũng quan tâm là tập trung đối với những hộ chính sách hiện nay đang gặp khó khăn. Thứ hai nữa là đối với những hộ nghèo khó khăn về vốn thì xã cũng đã tập trung đầu tư để cho bà con gia vốn có điều kiện để phát triển cái mô hình. Theo tìm hiểu của phóng viên, ở Bạc Liêu, nghề đan đác còn được duy trì chủ yếu ở một số xóm ấp thuộc xã Vĩnh Phú Đông, thị trấn Phước Long, xã Phước Long, huyện Phước Long, xã Ninh Thạnh Lợi A, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân. Với tinh thần siêng năng cùng đôi bàn tay khéo léo của mình, nhiều chị em phụ nữ nói riêng, những người làm nghề đan đác nói chung đã tranh thủ thời gian nhàn rỗi để cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình. Song đây là điều rất đáng trân quý và cần tiếp tục phát huy để không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần bảo tồn nghề truyền thống và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.